mình đi cái màu nó mát nó ẩn lên từ từ chứ không phải là vô cái là nó bắn màu đi. Chị nãy giờ thấy chưa, nó lên chưa lên màu. Cái mặt mực mà đi cái là nó chỉ cần lướt qua cái là nó dính lên cái màu á. Cái mực cái chị đi nhanh lắm, đi cái môi 15 cái là nó đầy màu luôn. Sao cái đầu ấy nó chỉ một kim thôi hả? Ba kim. Sao nó làm nó dày? Có nhiều loại lắm, có nhiều loại là mười mấy kim nữa, nhưng mà cái độ tổn thương của nó đi những cái đó thì nó nhanh hơn, mà cái màu môi ra nó sẽ bị bớt, nó không có trong. Không, ý là làm cho nó cái đó nó dài ra vậy nè, mình đi được cái khúc dài luôn á. À không không, tại cái quy tắc khi mà đối với những cái máy này mình, nếu mà mình đi một đoạn dài như vậy á là nó không có đủ thời gian để mà nó ngấm cái hạt mực vô, giống như là đi kéo quá nhanh á. Nó quy tắc của nó là đi trong một đoạn bao nhiêu mili thôi. Chứ ai cũng muốn làm nhanh mà. Nên nó thiết kế cái mười mấy kim cũng có, nhưng mà đi vô thì cái môi nó dễ tổn thương, nó dễ bầm cái môi. Không tê thì nó nhanh vô màu hơn. Tại mình dùng thuốc tê nhiều quá thì nó làm hơi nó bị cứng. Giống như bình thường mình xăm trên người á mà nó dùng thuốc tê. Trời sao chịu nổi trời. Cũng bình thường. Chung là chịu nổi. Đợt xăm nè, xăm thì xăm cũng là miếng bự hơn đúng không? Xăm mấy cái bông này kia thì thì xăm là đi, nó đi sâu hơn cái này, sâu hơn nữa rồi. Mà tê ít hả? Không có dùng tê. Trời ơi. Đi tại vì sâu cho nên là nó xài được vĩnh viễn á. Mà cái mực của nó thì cái mực xăm của nó là mình thấy đa số là cái màu xăm này là nó xanh xanh, cái mực của nó là xanh xanh. Chứ đâu phải là ra được màu đen. Là nó bị ngã qua màu xanh. Tôi thấy nước, mấy nước ngoài nó có xăm xăm người mà nó xăm được nhiều màu. Thì giờ có xanh da trời gì, xanh gì tùm lum. Bây giờ làm 42 gì thì làm màu đâu được hết. Môi để giữ cái màu. Còn môi trên nó nhanh giữ màu cực kỳ, mặc dù nó không nó dễ giữ màu. Ý là nó dày trên nó dày. Cái da môi nó dày, nó có cái da để mà nó giữ cái màu lại. Còn cái môi dưới nó quá mỏng, với lại nó sát ở trong mình thường ăn uống. Không có sưng gì hết đâu. Không có sưng hả? Nghe má nói bác Tư làm môi gì đâu mà sưng mấy ngày. Sưng dữ lắm em. Sưng cho bằng sưng. Người ta làm có 3 ngày là bông mà. Cái này nghe nói là mấy ngày là mà còn sưng. Thì chị nghĩ sưng chắc đi đường kim sâu hay sao đấy. Đi sâu á, đi mà, sâu mà quá chảy máu dữ lắm nha. Này bác Tư chảy máu dữ lắm á. Này là mình đi là chỉ xước trên bề mặt da thôi nè, nó còn không rướm máu nữa. Những chỗ này quá thì nó mới là rướm miếng, chỗ này là chỗ đây chứ. Hiếm rướm máu á. Đi giống như là đi tạo một vết chày ở trên bề mặt da thôi. Chảy máu quá cho nên nó sưng đúng rồi. Ủa từ sưng dữ lắm. Thank you.
còn đi phốt con cái lao cái là dính màu vô là xài chỉ tới chừng 3-4 tháng cái nó bắt đầu cái màu nó sậm 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 mà đi nhanh lắm là kỳ chị xài mực gì vậy chị? Còn ấy nó lên lên cái màu xí muội á. Cái màu đó là màu màu đó là bằng gì? Màu màu xí muội là giống như là khi mà đánh lên thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi mà nó bông ra nó lột á thì nó cũng sẽ theo cái cơ địa của mình đó, chứ nó không có được lên được cái màu như mà màu son đó ha. Những cái màu mà xíu muội mà khi giống như là lúc mà mới phun á thì mấy bạn sẽ phun tạo cái hiệu ứng xíu muội trong lòng môi nó đậm hơn á. Nhưng mà khi bông ra thì nó cũng là giống như là ví dụ như là em phun cho chị cái màu đỏ cam đi, nhưng mà cái môi của chị bông ra thì có thể là cam nó nhẹ hơn, tùy theo cơ địa môi của mỗi người, giống như cây son cũng vậy, một màu đó nhưng mà đánh lên mỗi người thì nó lại ra một màu khác, chứ nó không có ra chuẩn đâu. Nhưng mà khi mà mình phun môi gì rồi thì mình sẽ cái môi của mình nó không còn thâm nữa, thì mình đánh son lên thì nó sẽ ra được chuẩn cái màu của cái son.